Hoa Ninh Dập, nam phụ si tình gây sốt màn ảnh Hàn, lận đận mãi mới lên vai chính lại bị chê thậm tệ. Miệt mài với những vai phụ si tình trên màn ảnh Hàn, Hoàng In Dập dù vậy vẫn nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả qua các vai diễn của mình, thậm chí có lúc lấn lướt vai chính. Tuy nhiên, ngay khi vừa đảm nhận vai chính đầu tay, Hoàng In Dập liền vấp phải không ít ý kiến tranh cãi. Hoàng In Dập là nam diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1991, có xuất phát điểm là một người mẫu và lớn sân diễn xuất từ năm 2018. Sở hữu đôi mắt một mí sắc lạnh, chiều cao nổi bật cùng gương mặt góc cạnh, Hoàng In Dập ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả dù không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Hoàng In Dập sinh ra và lớn lên tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học, nam diễn viên gia nhập công ty giải trí KS Entertainment, sau thuộc quyền sở hữu của SM Entertainment với tư cách là một người mẫu. Nam diễn viên 9X sở hữu đôi mắt một mí chuẩn Hàn Quốc, cộng thêm lợi thế về chiều cao nổi bật và thần thái nổi bật trước ống kính, nên Hoa Linh Giáp được công ty chủ quản cho lấn sân sang diễn xuất vào năm 2018. Trong tác phẩm Tiểu sử Chernobyl, nam diễn viên hóa thân thành một cận vệ trung thành, giỏi võ và lạnh lùng. Chính nhờ ánh mắt sắc bén trong bộ y phục đen mà Hoa Linh Giáp đã chinh phục khán giả với vai diễn nhỏ này. Sau vai phụ nhỏ trong phim, Hoàng In Dập tiếp tục trở lại với một vai phụ là nam sinh chuyên bắt nạt nhưng có tâm hồn tổn thương trong phim 18 Again, trở lại tuổi 18. Ở phim này, anh có nhiều đất diễn và nội tâm nhân vật để thể hiện hơn, nên một lần nữa, Hoàng In Dập chứng minh được thực lực của mình khi là một người mẫu lớn sân sang diễn xuất. Cuối năm 2020, Hoàng In Dập gây chú ý khi vào vai nam thứ trong bộ phim đình đám chuyển thể từ webtoon Hàn mang tên To Beauty. Bộ phim có sự góp mặt của bộ đôi nhan sắc là Chan Woo và Moon Ga Young, được đánh giá là hot nhất nhì nửa cuối năm 2020. Dù nhan sắc còn gây tranh cãi vì chưa thật sự trùng khớp với bản truyện tranh, nhưng khán giả đặt kỳ vọng vào diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 91. Và chỉ sau khi phim công chiếu tập 1, Hoàng In Dập đã trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất. Anh khiến các mặt phim đảo điên vì sức hút ấn tượng của nam phụ còn lấn át cả nam chính Chan Woo. Vốn là dự án phim chuyển thể được mong đợi, nên ngay từ khi công bố những thông tin đầu tiên, To Beauty đã thu hút được sự chú ý rất lớn của công chúng. Trong khi vai nam chính Lee Seo Ho gần như đã đeo ni lông giày cho Cha Eun Woo, thì vai nam thứ của Hoàng In Dập lại gây ra khá nhiều tranh cãi. Theo đó, nhiều người cho rằng vẻ ngoài của anh vốn không xứng để trở thành đối thủ của Cha Eun Woo trong phim. Bên cạnh đó, việc Hoàng In Dập vẫn còn là một cái tên khá mới lạ trên màn ảnh xứ Hàn cũng là lý do khiến nhiều người tỏ ra nghi ngại trước diễn xuất của anh. Tuy nhiên, sau khi bộ phim lên sóng, Hoàng In Dập đã chứng minh cho công chúng thấy rằng mình vốn không phải dạng vừa. Xét về mặt nhan sắc, Hoàng In Dập có thể lép vế hơn Cha Eun Woo một chút, nhưng ở anh luôn toát ra vẻ cuốn hút của riêng mình. Đặc biệt, diễn xuất của Hoàng In Dập cũng có phần lớn lướt hơn Cha Eun Woo. Theo như chia sẻ của Hoàng In Dập, anh đã đi thi bằng lái xe mô tô và tham gia các lớp học hành động để đảm nhận vai chàng trai nổi loạn Han Seo-jun. Đây được xem là một nỗ lực rất lớn mà không phải diễn viên nào cũng có thể làm được. Dù bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khá muộn, nhưng mỹ nam Hoàng In Dập vẫn luôn nỗ lực cải thiện khả năng của bản thân và cống hiến hết mình cho khán giả. Với vẻ đẹp lạ giữa rừng Mỹ Nam Hàn Quốc, nhiều khán giả mong Hoàng In Dập sẽ làm nên chuyện và gặt hái được nhiều thành công cho mình. Bên cạnh đó, dù đã bước sang ngưỡng tuổi 31, thế nhưng Hoàng In Dập vẫn gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung. Nhờ vậy mà khi đóng phim học đường, Hoàng In Dập vẫn rất hợp vai chứ không hề tạo ra cảm giác chênh lệch tuổi tác nào. Chia sẻ về việc vào vai một học sinh trung học ở tuổi gần 30, Hoàng In Dập cho biết, "Tôi đang mặc lại đồng phục học sinh sau gần 10 năm. Khi nào thì tôi có thể có lại được trải nghiệm thú vị thế này? Tôi có thể cảm thấy áp lực về tuổi tác của mình, nhưng vì đạo diễn đã tin tưởng giao cho tôi vai diễn này, nên tôi rất vui với điều đó. Càng ngày tôi càng thấy dần quen với việc diễn xuất trong những bộ đồng phục." Trong năm 2022, trước khi được lên làm nam chính, Hoàng In Dập cũng tiếp tục kiếp nam phụ, khiến nhiều người đau lòng trong bộ phim The Show of Magic. Dù từng nhận được những đánh giá rất tốt về kỹ năng diễn xuất, cùng với việc nhận được nhiều sự yêu mến, Hoàng In Dập lại đang khiến khán giả thất vọng nặng nề trong lần hiếm hoi được lên làm nam chính với bộ phim Why Her. Diễn xuất của Hoàng In Dập trong vai chính đầu tay bị chê thậm tệ là hoàn toàn đơ cứng, mờ nhạt, bộc lộ rõ sự non kém khi đứng cạnh đàn chị quá xuất sắc như Seo Hyun Jin. Anh ấy không hề tạo được một chút phản ứng hóa học rung động nào với bạn diễn. Dù là nam chính nhưng hầu hết đều cho rằng nhân vật này thực sự không cần thiết và thậm chí còn phá nát cả bộ phim hay. Chỉ có vỏn vẹn 4 năm làm nghề và vào nghề khá muộn, sau 4 năm nỗ lực, Hoàng In Dập cuối cùng cũng có vai chính đầu tay trong bộ phim Why Her, đóng cùng đàn chị nổi danh Seo Hyun Jin. Dù còn gây tranh cãi về diễn xuất, nhưng đây vẫn là một trong số những bộ phim có rating cao nhất màn ảnh Hàn, con số lên tới 10,1% chỉ sau 4 tập phim. Trong Why Her, Hoàng In Dập tiếp tục vào vai một nam sinh, tương tự những vai diễn trước của anh. Không thể phủ nhận vai diễn này đã thay đổi cuộc đời Hoàng In Dập, đưa anh từ nam phụ một bước thăng hạng thành nam chính. Danh tiếng cũng tăng lên rất nhiều, nhất là khi phim đem về thành tích quá tốt. Tuy nhiên, danh tiếng không đi kèm với phản ứng tích cực. Nhiều người cho rằng Hoàng In Dập vẫn chưa đủ khả năng để cân vai chính, biểu cảm còn đơ cứng, nhất là trong cảnh hôn nữ chính. Không chỉ diễn xuất, ngay cả ngoại hình của Hoàng In Dập cũng bị cho là hoàn toàn không có tố chất làm nam chính, lại thêm danh tiếng của anh không tương xứng với đàn chị Seo Hyun Jin.
Những yếu tố này khiến Hoàng Yên Giáp trở thành cái tên nhận về không ít chỉ trích từ khán giả. Thậm chí nhiều người còn đào lại vai diễn hot nhất sự nghiệp của anh ở True Beauty để đánh giá soi xét và cho rằng vai diễn này thành công chỉ đơn giản vì ngoại hình của nam diễn viên quá phù hợp với nhân vật. Số lượng tác phẩm không nhiều, đất diễn trong làng phim ảnh Hàn cũng ít, nhưng có thể nói Hoàng Yên Giáp vẫn đang từng bước tạo nên dấu ấn và được khán giả nhớ mặt đặt tên sau từng vai diễn. Để đạt được điều này, nếu chỉ may mắn thôi chắc chắn vẫn chưa đủ, mà đòi hỏi cần có tài năng, tố chất và cả những nỗ lực không ngừng. Với bước đệm hiện tại, nhiều người hâm mộ vẫn tin chắc rằng Hoàng Yên Giáp sẽ gặt hái được thêm nhiều thành công hơn trong tương lai.